Vâng, em Quỳnh Ngô Tô Cũ hôm nay giới thiệu cho các bác một con Matiz nhá, tránh mưa tránh nắng mà lanh quanh rất rẻ các bác ạ. Chỉ để cho các bác là 38 triệu thôi. Biển 98 nhá. Sơn xi sạch sẽ rồi, đăng kiểm mới tinh, vừa mới đăng kiểm xong. Con này em đã lên full đồ chơi rồi các bác nhá. Lốp láp thì mới cả dàn luôn rồi. Đây, quay nội thất của em nó thì quá mê đi luôn các bác. Nhìn quả nội thất uy tín chưa? Đấy, cả một dân chơi mới dám độ quả nội thất như này các bác nhá. Nhìn rất là đẹp luôn. Thế này. Sàn chiếc rất đẹp mà có 38 triệu thôi, tội gì mà anh em không lấy một con mà đi mùa đông rồi tránh mưa tránh nắng thôi. Rất là đẹp luôn nhá, biển 98. Con này thích các bác thích sang tên em sang tên cho các bác luôn nhá. Đây, nội thất thì đẹp thật đấy. Bỏ ra chỉ có 30 mấy triệu thôi mà sử dụng một con xe như này chẳng có lý do gì mình không dùng đúng không các bác? Bác nào mà thích thì cứ liên hệ số điện thoại em là 0966 862 666 các bác nhá. Đấy, đăng kiểm này. Tháng 5 2024 vừa đăng kiểm xong, em vừa mới đi đăng kiểm về các bác nhá. Xe rất đẹp, máy móc ngon, cam kết các bác là máy móc bao test đường dài luôn. Bác nào thích thì cứ qua nhanh với em Quỳnh Yên Bái các bác nhá.